Chất lượng keo là điều đặc biệt mà anh em quan tâm đến đầu tiên khi anh em muốn mua keo. Và keo ngày hôm nay gửi đến anh em là cái dạng keo mà có thể đánh được cả trời nắng và trời mưa, đặc biệt là gửi đến thợ bẫy cò, bẫy vạc, bẫy diệc. Thì với cái mẫu keo ngày hôm nay nhé, em cam đoan và khẳng định với toàn thể các bác, dưới trời nắng đến chưa đến 50 độ hoặc dưới trời mưa phùn lâm thâm, các bác và anh em vẫn có thể sử dụng được cái mẫu keo này một cách hiệu quả nhất. Với mùa nắng thì các bác và anh em yên tâm, nó đặc như thế này và nó có cái chỗ độ bết dính rất là tốt, nên là anh em yên tâm là nó sẽ không bị chảy keo với cái số lượng nhiều. Hoặc nếu mà với cái trời mưa lâm thâm, anh em đảm bảo anh em là sẽ vẫn dính một cách trơn tru và hiệu quả nhất. Em đã test thử và sử dụng rất là nhiều năm liền rồi. Và Không Bỗng Dưng lại là một cái đơn vị mà cung cấp đến anh em rất là nhiều những cái thùng keo như thế này quanh năm ngày tháng. Và cũng rất nhiều anh em đã tin tưởng, đã là một chỗ dựa quen khi mà mua với cái số lượng nhiều. Đấy, không kể ngày tháng. Keo này thì anh em có thấy nó không màu, không mùi, không vị. Và anh em sử dụng trực tiếp bảo quản bằng cách là đậy lắp vào, không cần phải qua sơ chế gì. Hôm trước là có một anh em gọi điện đến hỏi là keo này có phải đun lên không, nhìn nó đặc như thế này thì làm sao mà dính được. Thì xin thưa với toàn thể các bác anh em nhé, các bác chỉ cần lấy tay thôi, cái tay dính vào là nó sẽ biết là nó có dính hay không. Đấy, bên em đều phải cầm vào nước xà phòng kia này, sau đó mới cầm vào đây thì nó mới không có cái độ bết dính. Đấy, và hơn thế nữa thì khi mà các bác và anh em sử dụng đi đánh là đa phần là dính vào lông vũ, và lông thì nó lại càng có cái độ bết dính ác. Đấy. À, keo này thì ngoài đánh cò, đánh diệc thì anh em có thể sử dụng để đánh được cả chim và chuột nhé. Bên em sẽ ship cho anh em từ 1 cân trở lên như thế này. Đấy, anh em nào mà chuyên chơi đặc trị nắng to hoặc là chỉ chuyên trời nắng thôi thì em cũng có cái dòng keo gửi đến anh em là chuyên trời nắng. Đấy, nhu cầu của anh em đến đâu thì sẽ cung cấp và phục vụ anh em đến đó. Nên là cứ gọi điện trực tiếp tới là sẽ được tư vấn và được báo giá cụ thể với mỗi một cái dòng keo mà anh em cần. Ngoài keo thì bên em có cung cấp cả nam cò giả để phục vụ toàn thể anh em nhé. Bên em sẽ ship cho anh em từ 1 cân trở lên keo, 1 cân keo trở lên, xin lỗi anh em, và nam thì sẽ từ 2 cân trở lên. Đấy, đây là một video rất là ngắn gọn phục vụ anh em về chất lượng keo. Còn có anh em có quan tâm về nam hay là cò giả có thể inbox trực tiếp cho em sẽ gửi hình video thực tế để anh em có thể thấy.